ngày 6 tháng 12, tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân với sự tham gia của khoảng 160 người. Theo kịch bản, trong lúc nhân viên của Viện Nghiên cứu Hạt nhân đang vận chuyển dược chất phóng xạ Y-13 một dạng lỏng bằng xe đẩy, từ phòng điều chế ra xe để chuẩn bị vận chuyển đến bệnh viện thì phát hiện sự cố cháy tại khu vực hành lang nhà 1, Viện Nghiên cứu Hạt nhân. Các nhân viên vận chuyển dược chất phóng xạ mất bình tĩnh dẫn đến sự cố, dược chất phóng xạ bị phát tán ra môi trường. Vụ việc làm hai nhân viên vận chuyển dược chất phóng xạ bị thương và có nguy cơ nhiễm xạ. Nguy cơ sự cố tiếp tục phát triển nghiêm trọng nếu không được xử lý kịp thời. Lập tức, kiếp trưởng ra lệnh dừng khẩn cấp lò phản ứng, dừng hệ thống thông gió và ngắt các cầu giao điện nơi xảy ra cháy. Đồng thời triển khai lực lượng chữa cháy tại chỗ dập lửa. Khi xảy ra sự việc, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, huy động ngay lập tức lực lượng ứng phó cấp cơ sở và của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh, các lực lượng thuộc Công an tỉnh tiến hành cùng tham gia ứng phó sự cố. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã đồng thời có mặt tại hiện trường để cùng phối hợp phong tỏa hiện trường. Sau khoảng 1 giờ, sự cố đã được giải quyết, nguồn phóng xạ trong sự cố đã được thu hồi, chuyển về Viện Nghiên cứu Hạt nhân để đảm bảo an toàn, an ninh. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, buổi diễn tập sẽ nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân dân địa phương trong công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, nâng cao khả năng sử dụng thành thạo trang thiết bị và hiểu biết về quy trình thông tin liên lạc đảm bảo việc chỉ đạo của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.